Bấm vào đường link này. Đầu tiên là bấm vào đường link này. Đó. Nó hiện ra trang web như này, thử thách diệt bọ của Vũ Viking này. Thì cái code này tất cả mọi người đều nhận được nha. Nên nhớ nó sẽ chỉ được gửi sau 3 đến 5 ngày là sẽ không gửi code nữa nha các bạn. Nên các bạn điền chỉ trong vòng ngày nay, ngày mai, ngày kia thôi. Nhanh lên không thì không được code đâu nha. Đó. Thì đến đây thì chỉ việc kéo xuống thôi. Kéo xuống rồi đến Gmail để nhận code thôi. Mình điền rồi nên mình không nhập nữa. Hay bạn nào chưa nhập thì nhập thôi. Ví dụ. Đấy. Đấy, account@gmail.com. Đến đây rồi các bạn bấm gửi thôi. Đấy, bấm gửi nhá. Cái đường link này mình để dưới phần bình luận nha. Đấy. Bấm gửi cái là ok mà. Đấy, chỉ cần bấm gửi thôi. Mình gửi rồi, mình không muốn gửi nhiều, sợ nhà phát hành không gửi code nữa. Đó, nhớ nha. Đóng vào 23 giờ ngày 13 tháng 7. Hôm nay là, tức là 5 hôm nha. 5 hôm. Đấy, gửi nhanh lên các bạn đây.